Bài số 56 này, như đơm hưu ca thiếu ấy ngân siêu quốc rồi không? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần hội thoại số 1. Ivan nhớ đơm hưu ca kêu anh gần sơ hốt. Bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lần này chưa? Cái này nghe chừng có vẻ hợp lý hơn so với tiếng Việt. Ajik Amuto Hyuka Yagiru Anheho là vì chưa nghe thấy cái câu chuyện, chưa nghe thấy nói chuyện. Ajik thì vẫn chưa. Amuto là chưa có gì, chưa thấy ai. Vẫn chưa thấy ai vì vẫn chưa thấy ai nói chuyện về cái kỳ nghỉ. Hyukaru Soto Tuenchi Dunchiru Ponen Chung Ya không nói ai vì thấy không ai nói gì về kỳ nghỉ cả, nên là việc mà có nghỉ hay không thì bây giờ đang xem, đang tìm hiểu. Tức là Dunchi Ponen Chung là đang trong thì đang trong lúc nhìn ngắm, đang trong lúc ngắm xem là nhìn xem mọi người thế nào. Shinua Barenen vào cuối tháng 7 ấy. Shinua là tháng 7 và Mai là cuối. Shinua Barenen Shinen Kung Chang Yi Barenen Ika vì là có rất nhiều công ty nghỉ. Idi Kuruke Banchi An Koya nên chắc là không có nhiều việc đâu. Cứ tê chung Hyukarun xin chân hay bà thì vào cái dịp đó, vào khoảng dịp đó thì hãy thử xin nghỉ phép, hãy thử đăng ký kỳ nghỉ, thử xin nghỉ phép. Kureyakita nhất định phải làm như vậy mới được. Kinh tế thế nhưng phổ thông bình thường ấy. Hyukarun Ulmana Sushi là có thể sử dụng trong bao lâu? Đó. Đây có thể sử dụng hay là có thể dùng dùng Ulmana là bao lâu? Đó. Bình thường, thế nhưng mà bình thường thì Yuka thì dùng trong bao lâu? Ille yon cha ship oin kai di sun sui nhân đề một năm ấy thì yon cha đây là phép năm ấy, một năm thì tối đa được 15 ngày phép. Tối đa được sử dụng 15 ngày phép. Yodom Hyukaro Ilban Chukuro vào kỳ nghỉ mùa hè ấy, kỳ nghỉ hè ấy thì là Ilban Chukuro là theo thường lệ thông thường. Samsa-in Chung Do Sunen Pyeon Ya Samsa Il Sunen Pyeon Ya đó là gì ạ? Bình thường thì vào cái nghỉ kỳ nghỉ hè ấy thì trung bình bình thường ấy thì nghỉ khoảng độ 3-4 ngày. Ở đây chúng ta có Nunchi Buddha dò xét tìm hiểu. Tiếp theo là Inban trước đô thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ nghe toàn bộ cái đoạn hội thoại nhé.56과 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 대화 1. 이반, 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. 56과 이번 여름 휴가 계획은 세웠어?
대화 1. 2반, 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. 이제 Trang với Hiếu đóng vai nhé. 네. Trang đóng vai Chiun, Hiếu đóng vai Iban. 네. 이번 이번 여름 휴가 계획 그 세웠어? 아직 아직 아무 아직 아무 아직 아무도 휴가 얘기는 안 했어. 휴가는 써도 왠지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않는 거야. 그때쯤 휴가를 신청해봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연장 15일 같이 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4인 정도 쓰는 편이야. 네, bây giờ chúng ta đổi vai ạ. 2번, 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가를 기른 안 해서 휴가는 서도 된지 눈치를 보는 중이야. 지난 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않은 거야. 그대쯤 휴가는 신청해봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4인 정도 쓰는 편이야. 네, 오케이. Khi các bạn ở bên Hàn Quốc thì cái việc mà sử dụng cái các năm vào cái nghỉ ấy, hay cho cái việc mà chúng ta có thể là đi nghỉ ở đâu đó, chúng ta có thể là tích các năm để chúng ta dồn vào tháng để chúng ta về nhà, về Việt Nam. Đúng không? Và tiếp theo chúng ta từ vựng phần số 1 là hyuga. Hyuga là kỳ nghỉ ạ. Nghỉ 1-2 ngày thì chúng ta nghỉ 1 ngày thì chúng ta cần xin phép bằng mồm thôi ạ nhá. Xuống dưới xưởng và xin phép người ta. Còn nếu mà nghỉ 2-3 ngày thì nghỉ sử dụng phép thì chúng ta cần phải làm phiếu đăng ký nhá. Hyuga ren shinchonghada. Đây là đăng ký kỳ nghỉ, đăng ký nghỉ đấy. Hyuga ren nè ta, tức là đưa cái giấy xin nghỉ ra. Hyuga ren patta, tức là gì ạ? Được nghỉ phép, tức là được người ta đồng ý. Hyuga ren suta là sử dụng cái kỳ nghỉ đó. Yukup shuin là nghỉ qua lương, cái này các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ? Nghỉ qua lương này. Mu cứ huyên là nghỉ không lương. Phục trưng huyên là ngày nghỉ theo luật định.
chắc Trương Duy là ngày nghỉ theo hợp đồng. Đây ạ, Yeon Cha Hyuga là nghỉ tháng 5. Sun San Hyuga là nghỉ thai sản. Các bạn nhé. Các bạn những cái nghỉ này các bạn đều hiểu chưa? Cái việc mà chúng ta xin nghỉ đấy ạ. Đây là việc xin nghỉ. Đầu tiên là phải xin phép nghỉ từ khi nào đến khi nào. Nộp giấy xin phép đó và người ta xem là có ok không. Nếu mà được thì người ta sẽ cho phép nghỉ. Và chúng ta sử dụng kỳ nghỉ đó để làm việc gì thì làm. Còn tiếp thứ hai nữa, có các loại nghỉ, tức là nghỉ có lương. Nghỉ có lương đó là chính là nghỉ ở tháng 5 đúng không ạ? Các bạn thấy nghỉ có lương đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, Mukukshuin là nghỉ không lương. Cái này chúng ta rất rõ đúng không ạ? Xin phép nghỉ một tháng thì đấy là nghỉ không lương. Tiếp theo là Phục Trương Huyên là ngày nghỉ theo quy định. Thì cái này ngày nghỉ theo luật định. Ví dụ như là ngày mùng 1 tháng 5 chẳng hạn. Đấy là ngày nghỉ theo luật định đó. Yak Trương Huyên. Yak Trương Huyên thì chúng ta là ngày nghỉ theo hợp đồng. Thì những cái ngày khác, ví dụ như là ngày đây là ngày 25 tháng 12 chẳng hạn. Thì là Giáng sinh chẳng hạn. Nó không phải là ngày nghỉ theo luật, nhưng mà ngược lại là công ty nó vẫn cho nghỉ. Thì cái đấy là ngày nghỉ theo hợp đồng như vậy. Yeon Cha Hyuga, đây là tháng 5 thì ai cũng biết rồi. Chun San Hyuga là nghỉ thai sản, cái này chắc ai cũng biết thôi.